Chelsea chính thức chiêu mộ Marco Rashford. Manchester United hỏi mua Asensio. Vấn đề lớn nhất của huấn luyện viên trưởng Graham Potter cần giải quyết tại Chelsea. Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ trở lại vào tuần này. Chelsea chính thức chiêu mộ Marco Rashford. Theo tờ Goal Upside, Chelsea đang có ý định đưa Marco Rashford đến Stamford Bridge trong trường hợp tiền đạo này muốn rời MU. Huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel đã chính thức bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải sau những thất bại liên tiếp trong thời gian qua. Những hậu thủ của Chelsea ở mùa giải trước như là Mason Mount hay Kai Havertz đang trải qua quãng thời gian sa sút trầm trọng. Raheem Sterling đây là điểm sáng duy nhất của Chelsea vào lúc này. Điều đó khiến cho ban lãnh đạo của The Blue đang lên một kế hoạch mang về thêm những hậu thủ trong thời gian tới đây. Tờ Code Upside tiết lộ, Chelsea đang chiêu mộ Marco Rashford trong trường hợp tiền đạo này muốn rời MU tại kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Hiện tại, bản hợp đồng của tiền đạo này với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn thời hạn chưa đầy 12 tháng và đôi bên chưa có ý định gia hạn hợp đồng. Bởi vì lẽ này, Chelsea hoàn toàn có khả năng phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Anh với MU trong thời gian sắp tới. Thậm chí, nguồn tin uy tín còn cho hay, tại kỳ chuyển nhượng mùa đông này, Chelsea rất có thể sẽ sở hữu Ronaldo khi mà hai bên đang dần tìm được tiếng nói chung trong thời gian qua. Tại một diễn biến khác thì tờ The Times của nước Anh cho biết, Chelsea sau khi bổ nhiệm Graham Potter vào vị trí huấn luyện viên trưởng còn muốn chào đón một nhân vật khác hứa hẹn quan trọng không kém. Người đó là Luis Campos, một chuyên gia với vai trò giám đốc thể thao và hiện đang cố vấn cho Paris Saint-Germain. Năm nay 58 tuổi, Campos đã làm cố vấn cho câu lạc bộ PSG từ tháng 6 năm nay, nhưng đã nổi tiếng từ trước bởi những công trình ông xây dựng tại Monaco và Lille. Hai đội bóng này dưới sự định hướng của Campos chính là hai câu lạc bộ gần nhất lật đổ được PSG tại Ligue 1 vào các năm 2017 và 2021, cũng như cho ra mắt rất nhiều ngôi sao có tiếng như là Mbappe, Fabinho, Bernardo Silva, Rafael Leao, Nicolas Pepe, Victor Osimhen, Steven Bergman và Mikel Maignan. Man United hỏi mua Asensio. Giới truyền thông nước Anh loan tin, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Man United vừa liên hệ với Real Madrid để hỏi mua cầu thủ chạy cánh Marco Asensio. Marco Asensio có thể thi đấu ở vị trí chạy cánh cũng như là hậu công. Tiền vệ này có tốc độ và kỹ thuật rất tốt, hợp với chiến lược bóng đá mà huấn luyện viên Ten Hag đang áp dụng tại sân vận động Old Trafford. Asensio hiện còn một năm hợp đồng với Real và anh không phải là nhân tố chủ chốt trong đội hình của Real, nhưng mùa vừa rồi cũng ghi được tới 12 bàn trong 42 lần ra sân tại mọi giải đấu. Theo tờ Telegraph, đại diện thủ đô Tây Ban Nha đang xem xét khả năng thanh lý Asensio với giá là 25,3 triệu bảng, tương đương khoảng 30 triệu euro. Bởi vì là họ đương nhiên không muốn mất trắng cầu thủ 26 tuổi này vào mùa hè năm sau. Đáng chú ý là Asensio có người đại diện là siêu cò Roger Mendes cũng đang làm việc cho tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo của MU. Nếu như chuyển tới Old Trafford, anh sẽ có dịp tái hợp với hàng loạt cầu thủ cũ của Real như là Ronaldo, trung vệ Rafael Varane hay Casemiro. Tiền vệ mới của MU được chiêu mộ với giá 60 triệu bảng, chưa kể 10 triệu bảng phụ phí phát sinh. Vấn đề lớn nhất mà huấn luyện viên trưởng Graham Potter cần phải giải quyết tại Chelsea. Cựu cầu thủ Robbie Fowler cho rằng huấn luyện viên trưởng Graham Potter sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp phòng thay đồ của Chelsea. Sau thành tích không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Chelsea đã quyết định sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel và chưa đầy 48 giờ sau, đội chủ sân Stamford Bridge đã bổ nhiệm Graham Potter thay thế. Nhà cầm quân 47 tuổi gây ấn tượng trong thời gian dẫn dắt Brighton. Ông giúp cho đội bóng này xếp thứ tư tại ngoại hạng Anh 2022-2023. Chelsea ký hợp đồng 5 năm với huấn luyện viên trưởng Graham Potter và điều đó cho thấy họ tin tưởng ông nhiều như thế nào. Nhà cầm quân người Anh cũng đã có cuộc gặp với các học trò. Ông đang cố gắng đưa đội bóng thành London trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Cựu cầu thủ Robbie Fowler cho rằng huấn luyện viên trưởng Graham Potter sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp phòng thay đồ của Chelsea. Ông nói, tôi cho rằng các cầu thủ của Chelsea bây giờ không còn nhìn về một hướng và có rất nhiều cái tôi lớn, và họ thì đang đối địch với nhau. Ngôn ngữ cơ thể của Reece James và Hakim Ziyech khi trao đổi ở tình huống thực hiện quả đá phạt đã cho thấy điều đó. Họ không hài lòng về nhau và đây là vấn đề mà Graham Potter sẽ cần phải giải quyết. Ông ấy đã cho thấy tài năng, ông ấy có những ý tưởng mới mẻ và sắc sảo về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật. Bây giờ tôi chờ đợi ông ấy sẽ dọn dẹp phòng thay đồ của Chelsea và tôi đang chờ xem ông ấy sẽ đối phó với những cái tôi lớn tại sân Stamford Bridge như thế nào. Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ quay trở lại vào tuần này. Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này sau khi kết thúc 10 ngày quốc tang của nữ hoàng Elizabeth. The Athletic cho biết, các câu lạc bộ sẽ phải chơi trên sân trung lập vào cuối tuần tới. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của những đội được hưởng lợi thế sân nhà trước đó. Dự kiến là Tottenham sẽ tiếp Leicester vào thứ Bảy, còn hai trận Brentford với Arsenal và Chelsea với Liverpool sẽ diễn ra cùng ngày Chủ nhật.
Tuy nhiên thì việc bố trí nhân viên và bán vé trong thời gian ngắn đang thiếu quy trình tổ chức thi đấu gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Vương quốc Anh sẽ tổ chức tang lễ của nữ hoàng Elizabeth trong khoảng 10 ngày và vì vậy, Hiệp hội bóng đá Anh và Liên đoàn bóng đá Scotland đều đưa ra quyết định hoãn tất cả các trận đấu được lên lịch vào cuối tuần này như là một sự tôn trọng đối với nữ hoàng. Việc hoãn lại một tuần sẽ khiến cho lịch thi đấu càng trở nên dày đặc hơn do là kỳ World Cup đang đến gần. Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức vào thời điểm các giải đấu cấp câu lạc bộ diễn ra. Thời điểm hiện tại, London đang phải tiếp đón một lượng du khách kỷ lục đến thăm. Để có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ hoàng quá cố, đây là lễ tang cấp nhà nước đầu tiên tại Anh kể từ sau khi Thủ tướng Sir Winston Churchill qua đời vào năm 1965. Cảnh sát tại Metropolitan có nói, các trận đấu có thể diễn ra hay không phụ thuộc vào cơ quan quản lý bóng đá. Nếu như sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác liên quan và đảm bảo rằng các kế hoạch phù hợp sẽ được đưa ra. Vấn đề lớn nhất mà huấn luyện viên trưởng Graham Potter cần phải giải quyết tại Chelsea. Cựu cầu thủ Robbie Fowler cho rằng huấn luyện viên trưởng Graham Potter sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp phòng thay đồ của Chelsea. Sau thành tích không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Chelsea đã quyết định sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel và chưa đầy 48 giờ sau, đội chủ sân Stamford Bridge đã bổ nhiệm Graham Potter thay thế. Nhà cầm quân 47 tuổi gây ấn tượng trong thời gian dẫn dắt Brighton. Ông giúp cho đội bóng này xếp thứ tư tại Ngoại hạng Anh 2022-2023. Chelsea ký hợp đồng 5 năm với huấn luyện viên trưởng Graham Potter và điều đó cho thấy họ tin tưởng ông nhiều như thế nào. Nhà cầm quân người Anh cũng đã có cuộc gặp với các học trò. Ông đang cố gắng đưa đội bóng thành London trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Cựu cầu thủ Robbie Fowler cho rằng huấn luyện viên trưởng Graham Potter sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp phòng thay đồ của Chelsea. Ông nói, tôi cho rằng các cầu thủ của Chelsea bây giờ không còn nhìn về một hướng và có rất nhiều cái tôi lớn và họ thì đang đối địch với nhau. Ngôn ngữ cơ thể của Reece James và Hakim Ziyech khi trao đổi ở tình huống thực hiện quả đá phạt đã cho thấy điều đó. Họ không hài lòng về nhau và đây là vấn đề mà Graham Potter sẽ cần phải giải quyết. Ông ấy đã cho thấy tài năng, ông ấy có những ý tưởng mới mẻ và sắc sảo về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật. Bây giờ tôi chờ đợi ông ấy sẽ dọn dẹp phòng thay đồ của Chelsea và tôi đang chờ xem ông ấy sẽ đối phó với những cái tôi lớn tại sân Stamford Bridge như thế nào. Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ quay trở lại vào tuần này. Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này sau khi kết thúc 10 ngày quốc tang của nữ hoàng Elizabeth. The Athletic cho biết, các câu lạc bộ sẽ phải chơi trên sân trung lập vào cuối tuần tới. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của những đội được hưởng lợi thế sân nhà trước đó. Dự kiến là Tottenham sẽ tiếp Leicester vào thứ Bảy, còn hai trận Brentford với Arsenal và Chelsea với Liverpool sẽ diễn ra cùng ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, thì việc bố trí nhân viên và bán vé trong thời gian ngắn đang thiếu quy trình tổ chức thi đấu gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Vương quốc Anh sẽ tổ chức tang lễ của nữ hoàng Elizabeth trong khoảng 10 ngày và vì vậy, Hiệp hội bóng đá Anh và Liên đoàn bóng đá Scotland đều đưa ra quyết định hoãn tất cả các trận đấu được lên lịch vào cuối tuần này như là một sự tôn trọng đối với nữ hoàng. Việc hoãn lại một tuần sẽ khiến cho lịch thi đấu càng trở nên dày đặc hơn do là kỳ World Cup đang đến gần. Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức vào thời điểm các giải đấu cấp câu lạc bộ diễn ra. Thời điểm hiện tại, London đang phải tiếp đón một lượng du khách kỷ lục đến thăm. Để có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ hoàng quá cố, đây là lễ tang cấp nhà nước đầu tiên tại Anh kể từ sau khi Thủ tướng Sir Winston Churchill qua đời vào năm 1965. Cảnh sát tại Metropolitan có nói, các trận đấu có thể diễn ra hay không phụ thuộc vào cơ quan quản lý bóng đá. Nếu như sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác liên quan và đảm bảo rằng các kế hoạch phù hợp sẽ được đưa ra.